xưng hô chứ mình sinh ra như nhà để cho sinh 79. Đi làm, mình đi làm cũng khoảng được 15 năm hơn rồi. Thì trải qua công tác ở những lĩnh vực khác nhau. Thì Josh từng làm đầu tiên là bên hãng công nghệ và là Nortel. Thì anh em làm telecom cũng sẽ biết Nortel cùng thời với Cisco. Và sau đó Josh chuyển qua tập đoàn thuốc lá British American Tobacco là thuốc lá Anh Mỹ. Làm bên đấy được khoảng 2 năm. Sau Josh chuyển qua tập đoàn Nortel. Và sau đó quay về MIT để dạy. Dạy bên MIT được 7 năm và cũng làm startup. Nói chung là cũng tùm lum đấy. Rồi sau đó thì bây giờ mình đang full time điều hành một doanh nghiệp IT của Sing. Và ngoài ra mình cũng đang làm startup và cũng đang support cho sinh thái startup của thành phố. Hôm nay thì nghe nói là cái buổi mà thuyết trình thì Josh thấy là mọi người dùng cái từ nó hơi nặng quá. Mình muốn nó tương đối là informal bình dân chút xíu thì hôm nào buổi chia sẻ đúng nghĩa là như vậy. Ok, thì không biết như thế nào chứ thật ra khi mà mình đi dạy MIT á, thì tới bây giờ học trò của Josh vẫn theo mình sau cái môi trường đại học và mình đang làm mentor cho mấy bạn và thậm chí mấy bạn thì bây giờ đang là business partner của Josh và thậm chí là mình có 5 em học xong tiến sĩ rồi quay về thì không chừng bây giờ mình phải kêu nó một thầy. Thì cái chuyện học là cái chuyện rất là bình thường thì mình muốn nhìn nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là người đi trước share kinh nghiệm cho người đi sau. Cái chuyện học không chỉ đơn giản theo cái lối truyền thống mà xưa chúng ta là phải lên lớp phải bài giảng để thầy mà cho cái đó nó không còn được tác dụng hiệu quả trong cái ngành tử thế này nha. Rồi ở đây ông rồi ok thì chắc chắn xuống cái profile đi xin. Thì cái profile của Josh ở đây thì thật ra Josh cũng đã tức là một người cũng khoái làm blog ấy. Thì hồi xưa bây giờ mình viết blog về quản lý, nói chung là Josh là người ghiền binh pháp tôn tử, tại vì thật ra cái nghệ thuật quản lý hiện đại bây giờ và binh pháp tôn tử hồi xưa trong cái thời chiến nó có nhiều điểm giống nhau và cái thời chiến nó còn khắc nghiệt hơn bây giờ rất là nhiều. Cho nên lên trên LinkedIn của mình thì các anh chị nào mà muốn nghiên cứu thêm, share thêm thì có thể ghé qua cái link của Josh. Thì ngoài ra thì có một số cái vị trí nữa chắc cũng hồi nãy không có share hết cho mọi người thì Josh đã là founding member của một cộng đồng gọi là Việt Nam Blockchain Hub. Thì nó xảy ra vào năm 2018, đó là cái thời kỳ mà crypto Việt Nam nó rất là sôi nổi, tuy nhiên nó rất là bắt nháo, cái cộng đồng đánh đá nha, cũng sừng hết thì mình có một cái nhu cầu đưa ra một cái liên minh để giúp cho họ ngồi lại chung với nhau để làm việc chung để bảo vệ nhau và hỗ trợ nhau. Ngoài ra thì hiện bây giờ mình vẫn ngồi trong ban cố vấn của hai trường đại học, đó là trường UVS và trường MIT để cố vấn về cái việc chương trình học cho họ. Thì ngoài ra đó cũng là một phần rất là nhiều UAD đã được Pro Agency Network, một cái cộng đồng của marketing. Và ngoài ra mình được biết nhiều đến một cái vai trò khác, đó là mình là founder của Google Developers Group. Thì các bạn nào đi cái mấy cái Google Developer Israel đó là của bên Google Developers Group đấy. Thì hiện giờ Google Developers Group có 4 chapter ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, ở miền Trung mình đã ở Đà Nẵng và Mekong Delta thì mình đã ở Cần Thơ. Đó là một cái cộng đồng mà được đặt trực tiếp bởi Google và tất cả hoạt động của cộng đồng đều được Google tài trợ và họ đưa người qua làm diễn giả luôn. Và có những cái chương trình chẳng hạn như Android Academy là free, Cloud của Google cũng là free cho tất cả mọi người học. Nói chung những cái gì mà trong cái khả năng Google thì tất cả những cái khóa huấn luyện hoặc là những cái
networking event đều Google được sponsor đi hết. Cộng đồng á, khi mình nói cộng đồng thì nó nằm tùm lum á, là nó cộng đồng mà. Thực ra cộng đồng này xét về mặt tài chính, về mặt hỗ trợ thì fully support 100% của Google. Còn nó là một cộng đồng và nó không phải là một Google entity, nó không có một cái pháp nhân. Tại vì ngay cả cộng đồng Google họ cũng không dám đứng ra bảo lãnh cho một cái pháp nhân mà họ không quản lý được, lỡ làm chuyện gì bậy bạ thì rất là khó. Thì hiện giờ cộng đồng của mình nó lại từng thành phố có một bạn leader. Thì hiện bây giờ mặc dù là những cái bạn leader đó họ được những công ty khác hỗ trợ một cái space cho các bạn ngồi và làm quản lý trong đó, tuy nhiên nó vẫn không phải là một cái office. Mình có những cái kênh online để cho các bạn đăng ký, và event thì cứ lên trên đó thôi, tới khi mà có event thì các bạn cứ tới đăng ký. Kênh gì? Google Developers Group. Google Developers Group. Đúng rồi, Developers Group, lên sạch là ra liền. Rồi, ok. Hôm nay chắc là cháu sẽ share cái topic gọi là quản lý về conflict. Rồi, cho mình hỏi nha, ta thấy đa số một vài bạn đây là đi làm hết rồi. Ai làm rồi thấy cho ta nhìn. Rồi, ok. Quá đẹp. Tại vì đi làm rồi thì chắc ai cũng đi conflict. Đúng không? Thì cái conflict này nó quan trọng không? Không biết là anh chị nghĩ như thế nào? Mình thì mình nghĩ nó khá là quan trọng và một cái kỹ năng, tức là lúc nào cũng phải cần có trong công ty. Trình bày. Bây giờ để mình thì mình thích cái phương pháp như vậy nè. Thay vì nói các bạn là conflict là gì, xử lý ra sao, thì mình muốn chia sẻ với các bạn rằng cái nguồn gốc sâu xa của cái chuyện conflict, mâu thuẫn là gì, để khi chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta mới giải quyết nó tốt được. Giống như chúng ta lái xe chở một người bạn đi, mình ngồi sau hoài thì không bao giờ mình nhớ được cái đứa lái xe đó mới nhớ được. Thì cuối cùng là không phải đi tới cái nguồn cái gốc của vấn đề nha. Thì định nghĩa conflict, nếu các bạn lên một cái trang nói chuyện về business thì nó sẽ định nghĩa là conflict, hay còn được hiểu là một cái dạng conflict trong cái nơi làm việc của mình, đó là sự không bằng lòng hoặc là một cái sự hiểu lầm nào đó mà nó đưa đến một cái hậu quả là chúng ta phải đấu tranh với nhau. Thì cái chuyện mà mâu thuẫn này nó có thể dựa trên là cái tư tưởng hoặc là cái cách làm việc, nó có nhiều yếu tố khác nhau, đồng ý không các bạn? Rồi, chắc mình xin mời một hai bạn chia sẻ cái mâu thuẫn mà bạn gặp trước đi ha, trước khi mình nói sâu hơn. Thì có ai là Xuân Phong chia sẻ không? Không ai, không ai. Ok, mời. Bạn cái gì? Tuyên bố là theo dùng theo cái dùng theo
quan lại những gì nếu như mà xong trước bây giờ thì có chịu chi phí toàn bộ cơm đi xe đi những cái thứ mình tháo lên còn nếu mà đúng như vậy thì là mà đúng thật là đến 16 giờ thì nó chưa xong và lý do là như thế này buổi sáng á thời gian nó dài hơn một chiều và như vậy cái thứ hai sau một đêm là nghỉ ngơi sức khỏe và cái tinh thần làm việc công nhân bao giờ tốt hơn một chiều à, qua cái giờ nghỉ trưa rồi hoặc một họ được một giờ họ nghỉ ngơi không bao giờ năng suất bằng buổi sáng cho nên mình không thể áp dụng được cái tiêu chuẩn mà mình quy định ra đó là để mình tăng được đúng cho công việc. Đấy, nhất cái thứ hai, anh em mình đi làm ai cũng có gia đình, có ba, nhất là những người có con nhỏ mà cái giờ chiều mà sau tầm 4 giờ của công ty lại có chính sách đầu tiên những người có con nhỏ dưới 6 tuổi được về sớm. Tại vì đứa con. Đúng rồi. Và cái điều đó nó lấy đi của mình là từ khoảng 4 giờ chiều cho đến nó lấy 3 giờ 4 giờ chiều nó lấy đi của mình khoảng 30% số thu nhập. Thì mà những người đó lại là những cái người mà nên công nhân có tay nghề rất là cao. Đôi khi á, người lãnh đạo, người quản lý họ không để ý những chuyện đó. Tại họ còn có nhiều cái mối quan hệ không lớn hơn. Nhưng mà mình là cái người mà làm những việc tự làm. Do đó cái thành tích này cũng là giữa cấp phó và tổ chức. Và vấn đề mình giải quyết thế nào? Ngày hôm đó mình nạp cơm nhưng mà mình không nạp cơm thì sẽ mất. Tại vì sếp tuyên bố sếp 4 giờ chiều sếp về. Mình sẽ nạp cơm với công nhân mà công nhân hỏi. Lúc đó công nhân hỏi giờ cơm thiếu không? Của ai mà không? Còn những người nào họ biết được 4 giờ về thì họ, nếu họ ở lại họ cũng chịu. Và sau cái sự việc ngày hôm đó thì ngay ngày hôm sau là sẽ có một cái đúng của họ là điều chỉnh. Những môi trường công ty nước ngoài là phải điều chỉnh tại sao như vậy mình phải giải quyết được vấn đề là năng suất lao động buổi sáng bao giờ cũng tốt hơn buổi chiều và những cái chính sách công ty nó đưa ra là thường nó sẽ gây ra những cái mối cho công nhân thời sớm thì mình mất đi cái năng suất lao động đó thì mình phải cùng vào là em nói thì sẽ luôn để sếp nói từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tại vì là từ cái xưởng đó làm xong nhiên con kho cũng còn phòng để giao hàng hóa làm báo cáo cho các xong rồi cũng là vậy thì về tới Đà Lạt là hơn một tiếng đồng hồ cái người thời gian cũng may thấy từ đó giờ mình cũng được lần đầu tiên để xin lỗi nhưng mà đó là một cái mà lý do anh em cần chia sẻ với anh em là khi mà mình đã thu thập được thông tin, mình đã xác định được nguồn gốc vấn đề thì mình phải bảo vệ được cái quan điểm của mình. Cho nên là khi đi làm tôi hay nói với anh chị em đồng nghiệp là cãi được mình chưa cãi, nhưng mà không phải là mình cãi để mà mình gây ra những cái mối căng thẳng của mình lại, mà mình cãi để anh em để mọi người cùng thấy nhìn nhận ra cái vấn đề, để sau này mình giải quyết vì mục tiêu hoàn thành chung. Hay quá, cảm ơn thầy nhiều. Có chị nào muốn chia sẻ một cái không? Em quên mất là phía kia em có chuẩn bị một vài cái phần sổ làm quà tặng nhỏ ấy ạ. Nếu mà anh chắc muốn sử dụng để tặng các bạn mà đặt câu hỏi hấp dẫn thì em có thể dùng ạ. Rồi, đồng ý. Sổ hết đúng không em? Cái sổ ạ, còn những cái phần đấy là dành cho khen thưởng đối với các sinh viên có thành tích trong tháng ạ. Sổ tay ở em để ngay trên bàn này. Đây ạ, đây ạ. Đây sổ tay ạ. Cái đấy của anh. Còn áo là dành cho sinh viên mới ạ. Đây sổ tay ạ. Rồi. Còn chị nào muốn chia sẻ thêm không? Cho thêm một case nữa đi. Cách đây 2 năm thì mình có làm cái bộ phận của Singapore Company chuyên về logistics của lần đó là mình vào công ty với vai trò là tổ chức lý thì thời điểm đó mình khá trẻ bây giờ là đỡ trẻ hơn và giảm chứ thời điểm đấy thì không lo cái Singapore được lớn hơn cả thì vấn đề là khi mà mình
nhiều cái action khác nhau. Thì đó là có một cái action nhờ cái anh giám đốc để xuống một góc độ xem mình muốn là bảo vệ rất là giả hơn thôi để cái bảo vệ. Thì sau từ cái đó thì từ tháng một đến tháng một bắt đầu mới hiểu ra là mình là cũng hướng với họ bảo vệ họ chứ không phải là không biết với họ. Thì đó là mình nghĩ bạn cũng khá là may mắn có được môi trường mà sếp thì cũng là chịu tạo cơ hội để cho chúng các bạn va chạm và thể hiện. Rồi cảm ơn các anh chị nhiều ha. Rồi, ở đây có anh chị nào biết phương pháp phân tử không? Dạ. Có ai có anh bên phương pháp phân tử không? Có nghe bao giờ chưa hay là có biết không hay là sao chưa được bao giờ nghe tên phân tử là ai? Nghe. Có nghe mà. Tức là từ Hồng Kông thì đó nghe đề cập tới phân tử rất là nhiều. Thì về cái mặt mà quản lý hồi xưa thì các nhà nghiên cứu khoa học hiện đại về thứ quản lý thì họ có một cái trường phái họ chuyên đi so sánh lại những cái quản lý. Thì bây giờ chúng ta áp dụng với lại những cái chuyện mà xưa xét về kinh nghiệm và những cái cách quản lý ngày xưa thì rất hay là tất cả đều có những điểm tư lầm rất là nhiều, khoảng 75% giống nhau, còn lại là thể hiện cách nhận định nhau và đánh giá nhau. Thì cái câu mà nổi tiếng nhất của phân tử là biết người ta tâm cảm tâm thân, thì nó tương đương với một mô hình trong quản lý là SWOT analysis, phân tích về SWOT là strength, sức mạnh, weakness là W, opportunity là cơ hội, là threat là nguy hiểm. Thì nó là cái gì này nhiều lắm, rất là nhiều những cái câu nói về quản lý và cái giống như là một cái sổ tay hồi xưa nó áp dụng cái gì mà không sai. Hồi xưa thì nó mang được tính quân kỹ nhiều hơn, tại vì hồi xưa các anh chị biết là 10.000 quân chỉ cần gọi là lòng quân mà biến động một cái đó là cả một vấn đề. Những gì chúng ta quản lý 10.000 người này để chắc 1-2 người biến động thì bị gọi 10 người biến động cũng đổi. Hồi xưa thì cái thời quân thì nó lại còn nhiều chiêu trò hơn, là nó lại dễ rồi. Tuy nhiên cái môi trường chính trị của mình như vậy, còn bây giờ chúng ta sẽ được quản lý chúng ta không đến nỗi là buồn lắm như cái kèo mà kỳ đòi Nokia đó là nó cũng sốc rồi. Có thời gian còn không biết mà Nokia bị tèo luôn. Thì cái chuyện đó cũng là về quản lý đó. Rồi nãy giờ quay lại cái chuyện tại sao cái kỹ năng quản lý mâu thuẫn nó rất là quan trọng. Tại vì thứ nhất nó xảy ra hàng ngày. Các anh chị anh đề cập về vấn đề công việc. Tuy nhiên bạn bè ra ngồi nhậu nói chuyện họ cũng mâu thuẫn này. Chính xác không? Đơn giản là bất đồng quan điểm này thôi. Vợ chồng cưới nhau về mâu thuẫn thường xuyên luôn. Lúc chưa cưới thì nói chung là tất cả đều đẹp. Anh là người trong bọn của em nên là cũng quá. Nhưng cưới về rồi thì mâu thuẫn sẽ càng thường xuyên. Mâu thuẫn về cái chuyện sinh hoạt hàng ngày, mâu thuẫn về chuyện dạy con, mâu thuẫn về chuyện tài chính sử dụng như thế nào. Ngay cả gia đình quyết định hôm nay đi chơi cả gia đình rất là vui, xong đi chơi cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Và cái lặt vặt đi mua đồ rồi mua đồ ăn uống nhiều thứ mâu thuẫn đó thì nó xảy ra hàng ngày và nó rất là nhiều. Và mọi người cứ cho rằng khi mâu thuẫn xảy ra là một điều tồi tệ, tuy nhiên khi mâu thuẫn xảy ra nếu mà chúng ta giải quyết nó tốt thì nó lại là một cái công cụ rất là tốt để chúng ta hiểu nhau hơn và hỗ trợ nhau hơn. Mọi người đều quên cái đó và đa số khi mâu thuẫn có nhiều người họ giải quyết luôn. Sẽ có những người như vậy, họ không thèm đối mặt với nó mà một lúc nói lại đó miệng và cũng là họ bỏ đi. Thì đó là cách lạc cắn. Rồi qua phần tôn tử nha. Tôn tử ông nói một câu như vậy: chúng ta đang nói chuyện về mâu thuẫn rất là nhiều, ok đồng ý mâu thuẫn là một cái ai cũng biết, nhưng con người chúng ta thường nhầm lẫn giữa chuyện mâu thuẫn và một cái gọi là competition, là
đấu tranh và chúng ta cứ nhầm lẫn, chúng ta cho nó là mâu thuẫn và chúng ta bằng mỗi giá chúng ta thắng được nó. Nhưng không được đó, hãy suy nghĩ lại coi cái đó là đấu tranh hay là thực sự là mâu thuẫn. Tại vì đấu tranh đó, cái việc của đấu tranh đó là chúng ta có một sự so sánh, và rõ ràng cái người chiến thắng trong cái sự so sánh đó không phải là để là diền hàng người khác hoặc là bắt người khác phải chịu một cái hình phạt nào đó, mà đừng sự hỗ trợ của người khác. Tôi nói anh đồng tình, anh nghe tôi và cuối cùng tôi thuyết phục được anh thì rõ ràng anh sẽ hỗ trợ cái gì hiểu tôi và tôi có lý không? Cái đó là thì con tự cho là cái đó mới là cái nguồn gốc của vấn đề. Nếu mà chúng ta nhìn nhận đúng thì chúng ta giải quyết nó dễ. Còn có những cái chúng ta gọi là mâu thuẫn buộc phải gọi là đấu tranh là phải có người sống người chết thì cái chuyện đó chuyện khác, nhưng mấy bạn đừng nhầm lẫn cái chuyện là sự đấu tranh với lại sự mâu thuẫn. Đặc biệt phải suy nghĩ kỹ nha. Và cái goal, cái objective của cái việc đấu tranh này không phải là để bằng cách nào đó để gọi là đánh trọng thương đối thương của mình, mà là lấy được cái sự hỗ trợ của họ. Cái này là cái goal quan trọng nhất trong cái việc chúng ta đàm phán thương lượng giải quyết vấn đề, chứ không phải là hôm nay tôi cãi với Danh là học nó cãi ở dưới tôi mà tôi nghĩ nó sai thì tôi phải phản xác nó là nó ở chung là không dám nhìn mặt bạn bè nữa thì nó không được. Nhưng thật ra nói đùa vậy thôi, nhưng trong thực tế rất rất là nhiều người có suy nghĩ như vậy. Tại các bạn không được đâu anh ơi, bẩm sinh con người chúng ta có suy nghĩ đúng không? Đúng là thể hiện nó đầu thôi. Cho nên khi mà chúng ta bị người khác phê bình, điều đầu tiên con người chúng ta lại không phải là nghe đúng không? Thậm chí đơn giản bạn đang ngồi đưa tay vào mặt bạn là bạn hứng chưa biết tôi giơ tay làm gì, đó là cơ chế tình bảo vệ bản thân. Mắt mình cũng vậy, mũi vào là lập tức sập lại đóng lại, hoặc là một cái gì mà nó thoáng qua trong mắt là mình sập mắt lại đóng lại tự bảo vệ bản thân. Thì con người đó là cái cơ chế của con người, và nhân loại chúng ta bản chất là có sự ích kỷ, chỉ vấn đề là nó thể hiện ở mức độ nào thôi, đúng không ạ? Rồi đây bây giờ ở định nghĩa cần thiết là mâu thuẫn là như gì. Mâu thuẫn là một cái tình huống mà chúng ta tức là rival, tức là thù địch với nhau, rất là thù địch, và giống như đầu tư tất cả thời gian để phải bằng cách nào thắng người khác, ngăn chặn người khác tiếp tục công việc của họ, đúng không? Và tạo ra cách nào đó tạo ra một cái sự là costly, tiếng Việt mình dịch là nghiêm trọng á, tức là một cái hậu quả nghiêm trọng cho đối thủ của mình. Và thậm chí là có thể là destroy, tức là hủy hoại bằng một phương thức nào đó. Cái này mới được gọi là mâu thuẫn nha. Còn cái hồi trước là competition. Competition là chúng ta đấu tranh và coi người nào có sự so sánh và coi cái nào người nào đúng, người nào cao hơn, để từ đó lấy cái support của người khác. Cái đó là cái sự đấu tranh. Còn mâu thuẫn là như vậy, nó khác nhau một xíu nha. Cho nên là chúng ta phải xác nhận được rõ ràng cái nguồn gốc của vấn đề để chúng ta mới biết được là chúng ta giải quyết vấn đề như thế nào. Và đây là cái suy nghĩ của Tôn Tử nào các bạn. Chúng ta thành công không phải là chúng ta có hai vấn đề nha. Không phải là bring others down, tức là nhìn đối thủ xuống này, hoặc là bằng cách nào đó để bằng cho họ, làm việc được cho bằng họ. Tức là khi mà chúng ta so sánh á, thường chúng ta nghĩ là chúng ta phải nè, chúng ta làm chung với nhau để giỏi hơn, mà chúng ta buộc phải làm y chang nhưng mà giỏi hơn. Thì ổng một quan điểm đó, ổng vẫn đồng ý một phần nhưng ổng không đồng ý hoàn toàn. Tại vì ổng nói là nếu mà chúng ta gọi là làm theo kiểu đó thì các bạn sẽ có thể rất là cực khổ, rồi theo nhau, rồi đeo bám, rồi nói chung là cũng phải bỏ sức, phải cãi nhau, đấu tranh. Ổng nói dễ hơn người ta đơn giản là làm khác đi. Thì cái tư tưởng này là tư tưởng mà sau này Steve Jobs và Apple làm. Có thể service và sản phẩm của người Apple không mới, nhưng họ làm có một cái điểm khác biệt và có một cái ngã rẽ rõ ràng để họ đứng now standing ra những cái sản phẩm khác, chứ không phải là họ làm giống và họ nâng cấp hay xây các kiểu, đúng không?
rồi. Một trong những nguyên nhân chính vì cái suy nghĩ của Công Tử như vậy thì ông mới đưa ra một cái là bằng mọi giá không phải tránh cái mâu thuẫn. Cho nên trong cái cuộc chiến thay vì đi mâu thuẫn đi đánh lộn với nhau thì ông thu phục, ông hòa giải và ông né tránh cái đó đi và ông tìm cách ông đối trọng và ông làm cho người ta theo hơn là cái chuyện phải đi đấu tranh và phải tốn quân. Tại vì cái cuối cùng của ông là ông nói rằng là cái việc mâu thuẫn nó không tốt chút nào á, tại vì hai đứa mà tham gia chuyện mâu thuẫn này đánh nhau và lỗ đầu thì lúc mà ra rồi đứa nào cũng bị thương, cuối cùng là hai đứa sẽ có một cái cuộc là không như lúc tham gia tham chiến đúng không, lúc tham chiến thì có thể là 10, lúc mà xong cái cuộc chiến là có thể mỗi đứa còn 6 chẳng hạn như vậy. Bây giờ ở những cái phim mà phải là có phim Hồng Kông đó, một cái khúc chiêu là cái gì lưỡng bại câu thương rồi cho những con gọi là cho những cái thế lực mạnh đánh với nhau trước để đứng ở giữa trục lợi đúng không, thì ổng cực kỳ không đồng tình ủng hộ cái chiến lược này và ổng tránh hoàn toàn sự mâu thuẫn, ổng lúc nào cũng muốn đi thu phục hơn chứ ổng không muốn mâu thuẫn. Rồi quay về mâu thuẫn, mâu thuẫn thì có hai thứ mâu thuẫn các bạn cần phải phân biệt, đó là functional conflict, đó là mâu thuẫn và cái chuyện là nó hỗ trợ cho một cái mục tiêu nào cụ thể của nhóm. Và cái mâu thuẫn này nó có tính tích cực, nó giúp chúng ta tăng cái hiểu biết, giúp chúng ta tăng cái performance của mình. Còn cái mâu thuẫn thứ hai là mâu thuẫn này nó ghim lại cái sự phát triển của nhóm, của công ty. Đơn giản, nó không có mâu thuẫn về cái chuyện là cách làm việc hay là cái mục tiêu nào giống như bạn làm trong công ty, mà đơn giản là thấy này nhìn không đẹp trai là không thích, ghét, đúng không? Tại vì thậm chí là anh này đẹp trai hơn tôi là tôi ghét. Những cái mâu thuẫn đó nó không có liên quan nhiều đến công việc mà nó mang tính về personal, cá nhân nhiều hơn. Rồi, một cách chia khác về mâu thuẫn thì có thể là chúng ta có ba thứ, tức là mâu thuẫn về công việc nè, task conflict. Chúng ta sẽ mâu thuẫn về cái chuyện là nội dung hoặc là cái mục tiêu của công việc nha. Rồi, relationship conflict là chúng ta mâu thuẫn về cá nhân của chúng ta, về tính cách cá nhân. Và cái cuối cùng là mâu thuẫn về process, tức là ok, mình có thể đồng ý cái quan điểm là mục tiêu đúng, nhưng cách để tiếp cận để hoàn thành mục tiêu chúng ta là không đồng ý, đúng không? Chẳng hạn như cũng trong ngành software, thay vì chúng ta phải công nhận là chúng ta phải làm đúng deadline cho khách hàng, thì một anh sếp lãnh đạo đúng bắt nhân viên OT trả tiền cho nó, đúng không? Còn một bên thì nói không, nhân viên mình không được OT hoặc là OT ít thôi, còn lại mình ao xuống cho đơn vị khác, đơn vị khác làm, tuy nhiên tiền nó sẽ cao hơn. Thì mâu thuẫn cái đó là mục tiêu đều giống nhau, phục vụ cho cái chuyện là phải giao hàng đúng hẹn, tuy nhiên cách tiếp cận là khác nhau, thì họ có thể họ đồng ý hoặc không đồng ý trong quan điểm của mình. Thì cái đoạn này, cái này vẫn là gọi là process conflict, mâu thuẫn về cái cách làm việc, cái quy trình làm việc. Rồi, ở trong cái thuyết mà giải quyết mâu thuẫn hiện đại á, thì nó có một cái mô hình khá là hay về cái chuyện này, để chúng ta đầu tiên là chúng ta phân biệt và chúng ta biết cái cách giải quyết nó như thế nào là phù hợp. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là cái cột gọi là cái cột là assertiveness này, tức là cái chuyện là có lợi cho bản thân, còn cái chuyện là chuyện hợp tác. Thì khi mâu thuẫn xảy ra thì sẽ có nhiều cái cách giải quyết. Có một cách là khi cái trục mà đi xuống đây, tức là không có lợi cho bản thân và cũng không có lợi cho đối phương luôn. Cái này là mình tính cái trục này là có lợi cho mình và cái này là có lợi nhiều hơn cho cái người mà mình mâu thuẫn với nhau. Thì khi các bạn thấy là cái trục này nó nằm ở cái khu này, tức là vừa không có lợi cho bản thân và cũng không có lợi cho cái người mình tranh cãi, thì cái hình thức mà thường xảy ra nhất là chúng ta tránh né chúng ta sẽ biết, tại vì vấn đề mâu thuẫn nó vẫn còn ở đó, chúng ta né không giải quyết, cuối cùng việc nó vẫn ở đó, mâu thuẫn và thậm chí là hiểu lầm nhau và hiểu lầm nhọc lầm nhau nhiều hơn nếu mà chúng ta không giải quyết, đúng không? Rồi accommodating, tức là chúng ta có sẵn sàng bỏ cái lợi cá nhân của mình để phục vụ cho cái lợi của cái người khác.
những người có những cái style như vậy đó anh chị. Họ cãi nhau, họ cũng raise vấn đề nhưng mà thôi ok, anh nói gì cũng ok, thôi anh làm theo ý anh đi. Họ vẫn giải quyết mâu thuẫn một cách đó. Thì cái style này gọi là accommodation nha. Rồi còn cái ở trên cùng đó thì tuyệt vời, tức là win-win. Cả hai ngồi nhau, cãi lộn, xong đưa ra được một cái situation, một cái tình huống và cả hai đều đồng ý. Và vừa có lợi cho mình và vừa có lợi cho người khác. Rồi competing, tức là có lợi cho mình, cãi bất chấp, làm sao mình phải thắng mới được. Có nha, đúng không? Nếu mà các bạn va chạm rồi sẽ gặp bạn bè và một số người họ sẽ có cái tính cách như vậy. Còn cãi chưa nào cũng được, cố cãi, cãi chạy để thôi. Ok, cái trục ở giữa compromising là nó là tính trung hòa, tức là chúng ta cãi ra một cái vấn đề thì mình đồng ý một vấn đề nào đó, nhưng cái một phần khác mình không đồng ý. Và anh cũng vậy, anh đồng ý một vấn đề đó nhưng cuối cùng là không đồng ý, thì chúng ta sau cái cuộc mà mâu thuẫn đó chúng ta sẽ giải quyết là gì? Anh được 50% và cả anh đồng ý, tôi được 50% cái tôi đồng ý, và cả hai không ai được win hết. Nhưng mà chúng ta gọi là compromise, tức là thỏa hiệp, đúng là thỏa hiệp, tiếng Việt mình gọi là thỏa hiệp với nhau để đưa giải quyết được vấn đề. Cái này xảy ra rất nhiều trong việc làm ăn, đúng không các bạn? Mình nói là thôi bây giờ giảm giá 30% đi, nó không 30% mất quá. Thường là khách hàng tôi giảm 10% thôi, cãi cho cãi luôn, thôi giờ 15% được không? Cuối cùng là sao, giống như là thỏa hiệp đúng không? Thỏa hiệp mình gọi là gì? Tiếng Việt mình gọi từ trả giá, trả giá. Rồi. Thì khi mà hiểu cái mâu thuẫn rồi, bắt đầu mình mới giải quyết mâu thuẫn nè. Cái nguồn gốc của mâu thuẫn thường là nó tới từ cái tôi của mình nhiều hơn nha. Cho nên nếu mà phải nắm được cái tôi đó, mình mới giải quyết được cái mâu thuẫn đúng nghĩa. Còn không, tôi cái việc đầu tiên các bạn và các anh chị chúng ta làm đầu tiên lao vào một cuộc cãi vã. Rồi. Cái chiến lược đầu tiên là khi mà bị tấn công thì thường các anh chị sẽ phòng thủ và nói dùm sao, biết sao, muốn gì. Nói chung là dùng cái ngôn ngữ đó nó hơi ở phát xin tí xíu. Thì cái chiến thuật mà để làm giảm cái đó thì khi mà bị tấn công, thay vì chúng ta vào lao vào cuộc cãi vã thì chúng ta giữ cái thái độ là negotiate thương lượng nhiều hơn nha. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nên phân biệt được là chúng ta đang bàn về cái vấn đề nào đó, chứ tôi không tấn công anh, đúng không các bạn? Đi làm công việc rõ ràng là chúng ta nói là công việc, chính xác không? Nhưng thường chúng ta quên cái chuyện đó đi, chúng ta thường cãi với người đối diện với mình. Và thường khi mà chúng ta bị phê bình, cái mà đầu tiên ập vô đầu mình là này sắp nói xấu mình, hoặc là nói chuyện không tốt về mình. Cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ đầu tiên của mình, cho nên là mình bỏ suy nghĩ đi. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy, mà phải suy nghĩ là cái chuyện đó họ đóng góp, và cái đóng góp đó có tích cực hay không chúng ta phải ngồi phân tích. Đầu tiên phải nghĩ cái đó, đừng nghĩ là họ tấn công bản thân chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì nó sẽ dẫn tới một tình trạng là gọi là có một cái câu thuật ngữ Việt Nam thì giận mất hôn, đúng không? Giận mất hôn, bực lên là thấy quạo, wow, làm đồng nghĩ tụi bậy tụi bạ, thậm chí có thể sau cái cuộc cãi vã hôm bữa tao định nói này gì đâu, nhưng mà ngồi xuống nói chuyện bình thường với nhau thì nó khác đi. Phải giữ được cái tư thế này trong khi mà chúng ta bàn cãi với nhau. Chính vì cái chuyện đó là khi nói chuyện là bỏ chuyện tôi và anh đi, nói chuyện là vấn đề thôi. Tại vì khi chúng ta nói chuyện you and I, tôi và anh, chúng ta ưa lao vào một cuộc cãi vã cá nhân, đúng không? Rồi mình, các anh chị nào mà sau này đi làm trong cái phần software coding á, nó thường á, thường mới có cái chuyện là ôi mày viết có chuyện xấu quá, viết mấy đồng bạ gì tao bỏ sửa. Anh kia nó không có, sao mà bậy bạ được, giờ tỏ có tao viết như vậy. Thì bây giờ nó cái mô đun ngắn tao viết như vậy được rồi, chứ mày còn bắt viết gì mất thời gian, tao làm sao có thời gian. Cuối cùng là hai đứa tao là tao với mày không, đúng không? Trong khi mình nói à, cái động code này chúng ta có nên viết theo một cái convention nào để cái người kế tiếp hay là cái bạn nhân viên kế tiếp họ hiểu được hay không. Bạn này cũng sẽ trả lời à, cái động code này tại vì
trong module này. Cuối cùng chúng ta nói về cái đoạn có, chúng ta nói về công việc không à. Chứ không có dùng cái từ là tao và mày, lôi lôi tao và mày thế nào cũng cắn nhau à. Tại vì mới đầu là còn tỉnh, còn nói là cái vụ đoạn có hồi cãi, hồi quạo lên là ây giờ mày muốn làm sao, mày giết thì mày giết đi, tao không giết rồi đó, tao nghỉ, mày làm đi. Rất là thường xảy ra, đúng không anh bạn? Rồi, một trong những cái câu thường gặp là thường á, mày thôi nhưng mà chuẩn bị á, tao chán mày lắm rồi. Hoặc là những cái câu mà cửa miệng nói là thực sự là tao muốn thảo luận với mày thế nào, không có discuss được với mày luôn, nói chuyện với mày không có được. Thường mình dùng những cái từ đó, mà dùng những cái từ đó thì thằng đối diện cũng khùng lên. Nó khùng lên, nó tao đâu nói chuyện được với mày đâu. Và cuối cùng là thay vì mình nói chuyện đó đúng hay sai, là hai thằng bay vô là nói tao không nói chuyện được với mày. Và cuối cùng là không muốn nói chuyện với nhau, thì làm sao mà giải quyết được mâu thuẫn. À, cái này phải tập. Tức là khi mà chúng ta lao vào một cái cuộc mà gọi là thương thảo với nhau, thì thường chúng ta quạo và rain, nói cái giọng nói của mình nó lớn tiếng, dễ lớn tiếng lắm. Tại vì cái nguyên nhân mà chúng ta đưa nói lớn tiếng là sao? Muốn lớn ngang. Tại vì chúng ta ít có nghĩ được gì mà dùng cái lý lẽ, dùng cái pháp, tức là những cái minh chứng cho cái việc đó mà chúng ta muốn đàn áp người ta trước. Ai cũng vậy. Nhưng mà chính cái đó nó sẽ gây ra một cái hậu quả là người kia cũng sẽ như vậy. Rồi, stay away from provocative verbal là tránh những cái từ mà chúng ta thường nhấn mạnh, tức là rất là khó hoặc là không thể làm việc nếu mà không có yếu tố nào hết. Thì những cái câu hoặc là những cái lời lẽ này nó làm cho người ta cảm thấy rất là tổn thương. Và khi người ta cảm thấy tổn thương, người ta phản kháng lại liền. Và chúng ta sẽ bị lật cái hướng chúng ta thương thảo, và chúng ta phải lao vào cái cuộc là anh tổn thương tôi, và tôi sẽ lớn tiếng, tôi sẽ tổn thương lại anh. Trong khi cái vụ việc đó chưa giải quyết. Nhưng mà để mà kiềm chế cho cái giọng nói của mình thì các bạn sẽ thấy là thường mấy anh chị có kinh nghiệm, các bạn ngồi nói giải quyết sẽ ngồi cười cười không nói, mấy anh chị nghe chứ. Và tới lúc mấy bạn mà trầm tính mà trải qua những cái việc cãi đã rồi, các bạn sẽ cảm thấy là không có cãi gì, ngồi nghe. Tại vì ngồi nghe đó thì mới nốt ra được những yếu tố nào bạn kia nói đúng và kia nói sai. Mình lo vào cái cuộc cãi vã lớn tiếng với nhau thì nói mà nói lớn quá thì khi giận mất khôn mà cũng chả để ý bằng khi nói gì hết trơn. Thì những anh chị mà lớn tuổi thì nó chỉ trầm tính trong cái điều này thôi. Thì ở góc độ mà các bạn cũng phải practice, tức là hiểu là hiểu là một vấn đề, nhưng mà practice thì chúng ta mới có được cái tư thế, cái tâm thế vào mỗi cuộc debate, thảo luận nó nghiêm túc và nó hiệu quả. Rồi, cái này cũng phải practice rồi. Chúng ta mới tập cái chuyện là chúng ta phải chuẩn bị cho những cái helpful feedback hơn, hoặc là tấn công người ta. Chẳng hạn như khi người ta nói một cái vấn đề nào đó mà các chị nghĩ là sai, thay vì nói là người ta sai, tấn công vào cái đó thì các chị nói à, các anh chị nói cái điểm này thì nếu mà lỡ cái điểm B xuất hiện thì sao? Chẳng hạn như trong tình huống anh Hiền nói là làm sẽ bị trễ. Thì bây giờ thay vì chúng ta cãi vã là bị trễ thì mình đưa ra một số tình huống là bây giờ một số anh chị đi về nước thì chúng ta bị mất nhân lực. Thì nếu mà mất nhân lực thì chúng ta bị thiếu người. Thì trong tình huống này sếp thấy mình có bị mất nhiều thời gian không? Để ông suy nghĩ cái chuyện mất thời gian trước đã. Tại vì hồi xưa giờ mình cái chuyện đó toàn mình suy nghĩ không, mà ông phải suy nghĩ vô cái chuyện đó thì ông mới biết được là mất hay không mất. Thì mình phải dẫn dắt ổng theo cái hướng suy nghĩ đó để ổng phân tích cái vấn đề cùng với mình. Hôm qua làm 5 người, hôm nay bọn này sinh nhật, mất còn 4 người. Thì mất 4 người giờ, thay vì mình trả lời câu hỏi đó, mình mới hỏi là ủa sếp coi giờ mất 4 người, bạn này không biết bạn có làm ngày bao nhiêu tiếng, năng suất bạn này giỏi hay không. Chắc sếp thân này sẽ biết là sếp coi thử coi nếu mà mất bạn này chen cho bao nhiêu người. Thì ổng sẽ là cái người đưa ra cái lời giải cho mình và ổng cũng sẽ nhận biết được cái việc thiếu đó. Còn nếu mà nhào vô mà cãi ổng hoài thì không, làm đi như đó, đúng không?
trong cuộc cãi vã thì thường chúng ta ưa có những hành động như này, đó là chúng ta sẽ có những cái signal, là những cái tín hiệu mà nó mang tính đe dọa. Cãi xong nhìn vô mắt này, sao hôm qua vừa cãi giờ muốn gì nữa hả, đúng không? Một lần nữa cái việc đó, thật ra cái việc vấn đề nó cũng không, nó vẫn ở chỗ đó, nó cũng không có thay đổi, nó cũng không lớn đi, nó cũng không nhỏ đi. Và vấn đề chúng, tất cả những cái tôi của chúng ta và những cái mà hành động chúng ta làm cho cái việc nó lớn lên, và thậm chí là có thể chật cái đường dây của mình và mình không có quản lý được nữa, đúng không? Nhìn bằng ánh mắt hoặc là nhiều cử chỉ nói, mày nói mày không qua, mày làm không được thì mày không làm không được nữa, tao không biết nói mày sao, xong rồi dùng cử chỉ tay chỉ chỗ rồi bạn khi bực hất ra, mày cũng làm biết nói, mày nhào mày làm thử gì. Nên các bạn phải bỏ cái thói quen mà khi mà giải quyết mâu thuẫn hoặc là thương thảo với nhau thì bỏ tay chân này, bớt lườm nhau đi, đặc biệt là các bạn nữ đó. Các bạn nữ là lườm nhau ghê lắm luôn đó. Rồi, không dùng cái ngôn ngữ mà tấn công. Những cái ngôn ngữ tấn công nó thường thể hiện bằng cách là mày lúc nào cũng vậy nè, mày thiệt không? Hoặc là mày có hiểu không? Thì tất cả những ngôn ngữ nó mang tính tấn công nhiều hơn là một cái chuyện là một cái feedback mà có tính giúp đỡ nhau. Đây, một cái nãy mình có nhắc tới với các anh chị là khi mà chúng ta lao vào cuộc thương thảo thì thường chúng ta quên đi cái một kỹ năng cực kỳ quan trọng là lắng nghe. Lắng nghe để phân tích. Thì nếu mà các anh chị lắng nghe thì các anh chị sẽ bình tĩnh lại, đưa ra cái vấn đề và dẫn dắt cái người đó xung quanh vấn đề để họ hiểu. Đấy là kỹ năng. Đúng không? Và thường để dẫn dắt người ta vấn đề á, cái cách mà dẫn dắt hay nhất là thay vì mình nói cho người ta vấn đề đó đúng hay sai thì mình giúp người ta đi theo mình và họ trả lời cho mình vấn đề đó đúng hay sai. Có hai trường hợp, nếu mà họ đồng ý với quan điểm của mình sau khi mình dẫn dắt họ đồng ý với quan điểm của mình, đẹp, những bạn đúng không? Họ, mình dẫn dắt họ, họ đi chung vấn đề của mình, họ trả lời câu hỏi nó ngược với ý của mình. Thì thay vì đi nói, ố không, cái vấn đề này là đúng mà anh nghĩ là sai, cãi nhau thì mình sẽ yêu cầu họ là anh nghĩ là sao sai, trước đó là nó sai. Thì cái kỹ năng đầu tiên là lắng nghe để họ để phân tích cái chuyện đó, cái nào là cái vấn đề nó sai và chúng ta có đồng ý trên cái yếu tố đó hay không. Và giải quyết sâu hơn nữa là chúng ta chia nhỏ ra. Nếu một cái lớn mình không đồng ý thì mình đào sâu từng cái nhỏ vô để coi nó đúng hay sai để giải quyết vấn đề, thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu được nhau. Và thậm chí là giữa chừng muốn chừng là mình rất là cứng rắn, thế ông sếp mà ông dẫn dắt mình ấy, của ông nó cũng có lý, đúng không? Ông nó cũng có lý. Thì thay vì bây giờ là mình phải buộc 100% theo ý mình ông sếp, hoặc là ông sếp 100% theo ý ông, bây giờ mình có thể compromise, sếp nói hợp lý, sếp có kinh nghiệm hơn trong việc này thì thôi 60% là theo sếp đi, còn 40% em góp ý thêm, sếp thấy ok thì làm, giảm không cảm thấy dễ chịu. Rồi, bằng các bạn có một trong những cái mà mình nghĩ quan trọng nhất là cái kỹ năng clear the air. Nếu mà bạn trong một cái team nào đó và có một người lúc nào nói cái chọc, nói cái chọc, phản đối cũng sợ bị không? Bị nhiều đúng không các bạn? Rất là nhiều. Thì phản ứng thông thường của chúng ta, mà tôi cũng hồi trước cũng đi làm cũng bị rồi, công ty bực cãi liền trong đám đông 80 người cãi, thì cuối cùng là hai thằng cãi như cái chợ, mấy đứa kia ngồi coi cũng bực, cuối cùng là cái cục phim nó không hiệu quả. Thì đương nhiên là nếu mà nó chỉ xuất hiện một hai lần thì chúng ta phải ráng giải quyết, nhưng nó xuất hiện thường xuyên thì đây là một trong những nhân tố có phần hơi đặc biệt kéo ra học liên à vấn đề này, đúng không? Tôi nói như là tại vì vấn đề này hôm bữa mình có nói rồi, bây giờ mình gặp nhân viên đi, à, hôm nay cái lịch họp chúng ta như vậy, chúng ta phải học hiệu quả, mình nói như vậy họ sẽ nghe dễ chịu. Còn cái phần mà anh nói đó là tôi sẽ đưa ra tôi học riêng với anh và tôi sẽ báo cáo lại cho anh nhớ, ok đấy. Rồi cái thứ hai nữa là để mà cho cái việc mà hiệu quả
đôi khi cái cuộc họp của chúng ta cũng phải có một cái cơ chế rõ ràng. Thế là chúng ta tự do quá thì cũng không tốt, mà gọi là áp đặt quá cũng không tốt. Áp đặt quá là có mình nói à, không ai nghe. Mà tự do quá thì đứa nào cũng lao ngang lên nó hỏi, nó ý kiến ý cò, rồi nói chung là ngồi cái buổi họp nó không ra gì luôn. Tại vì nó ý kiến ý cò, nhiều khi đứa nào mà cứng thì nó cái này không liên quan tới cái chủ đề, nó sao thì không nói, bạn nào không cứng. Và những buổi họp đó là objective là ABC, xong rồi cuối cùng ra là họp là DEF, rồi cuối cùng là ABC thì còn nguyên, xong đi buổi sau đi họp tiếp. Cái này rất là thường gặp, đặc biệt là trong cái công ty mà corporation lớn á, các bạn sẽ thấy là hôm nay bạn cái dự qua meeting cái dự qua, xong buổi sau meeting lại cái dự qua rất là nhiều, rồi cuối cùng là cái outcome nó bị chật cái mong muốn của mình. Cái người mà quản lý cuộc họp đó cũng phải cứng một tí xíu thì mới được. Rồi, tới đây thì cái phần chia sẻ của mình đó, nó chỉ bao gọn vào những cái kỹ năng. Thực ra những cái kỹ năng này các anh chị sẽ thấy là nó muốn xoay quanh qua cái chuyện là cái nguồn gốc của vấn đề nó nằm ở cái tôi của mình nhiều hơn, và vấn đề của mình là mình phải kiềm chế được cái tôi của mình và nhìn nhận vấn đề nhiều hơn. Thì hiện giờ mâu thuẫn nó xảy ra giống như hồi nãy mình có chia sẻ, hiểu lầm nhau, và hiểu lầm nhau nó cũng sẽ quay lại một cái gạch đầu dòng mà anh có mention, đó là chúng ta hiểu lầm nhau thường là do chúng ta không lắng nghe. Lúc ta nói thì nói cãi với ta trước cho nên không lắng nghe nên dễ hiểu lầm. Đương nhiên là cũng sẽ có những cái hiểu lầm là mang tính khách quan, anh nói rằng tôi hiểu nẻo, chẳng hạn nó hỏi tối nay đi cà phê Starbucks không, cái anh kia gật đầu ok tối nay luôn, xong rồi hai thằng ra Trung Quốc, thằng nó tối là 7 giờ, nó ủa tôi mới đi 8 giờ mà. Còn không là một cái hiểu lầm nữa khác là Starbucks ở đâu, Starbucks ở Lê Lợi hay Starbucks ở Nguyễn Minh Khai. Tôi từng bị rồi à, mặc dù mình biết, mình cũng rất là biết, nhưng mà chúng ta có nhiều khi chúng ta rất là chủ quan. Anh bạn tôi làm ở Hồ Chí Minh cũng khá là lâu, cũng mấy anh em làm quản lý công ty khác nhau và ai cũng bận hết, cho nên hẹn cà phê cũng rất là khó. Thì tôi cũng thường ra Hà Nội, ảnh là người gốc Hà Nội, anh em cứ lên vô đây luôn. Thì cái lên trên mạng chắc anh khỏe không, lâu quá không gặp, thôi đi cà phê nha, Starbucks nha. Ông nói ok Starbucks, xong rồi cái sáng ra ngoài rồi ra đó, anh tới chưa, anh tới rồi em ngồi đâu, ngồi lạ thả lỏng sao lạ quá. Cuối cùng hỏi ra mới biết là ổng ở Hà Nội, ổng về Hà Nội mất, ổng công tác mất tiêu rồi, tại hai năm không gặp nhau, ổng về Hà Nội rồi mình còn ở đây. Ổng lại tưởng mình là hai ổng ra là cà phê, là mình ra Hà Nội mình công tác mình hẹn ổng, xong hai ông ngồi, xong cuối cùng là hai đứa xong tự kêu cà phê, xong rồi messenger gọi là call nhau nói chuyện luôn, chứ không gặp được nhau. Mặc dù là biết nhưng mà cái chuyện là hiểu lầm và giao tiếp cực kỳ nhiều anh chị ha. Rồi cái phần của mình như vậy thì mình muốn anh chị chia sẻ cái cảm nhận và những cái gì mình chia sẻ tới giờ, là có những cái gì mà góp ý thêm cho cái phần này. Thì mình muốn một cái buổi này không phải là một buổi trình, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau và giúp nhau hiểu vấn đề hơn. Tại vì đây là một kỹ năng mà không phải trong công việc đâu, trong cuộc sống cũng rất nhiều. Tôi và bà xã tôi ngồi nói chuyện cãi lộn với con chắc ngày nào cũng cãi. Nhưng mà nếu mà cãi mà cái kiểu mà hai đứa cứ chỉ nhau, lường nhau rồi là tiêu luôn á. Ai mà có em bé rồi thì cũng sẽ biết. Mới đầu mình nghĩ đó, hai vợ chồng là có đứa con ra. Cái này là cái mà những người chưa trải qua thì ưa thường nghĩ là nó đẹp, nó hồng. Và khi mà chưa có con thì người ta sẽ nghĩ là có đứa con để hai đứa tập trung chăm lo cho đứa con, cười tươi nuôi. Nhưng mà khi có đứa con hai vợ chồng mới qua đầu cãi nhau, tại sao không cho nó học này, tại sao khi nói chung là đủ thứ hết. Thì sau này các anh chị nào chưa làm trong ngành phần mềm, sau khi mà làm trong ngành phần mềm rồi cũng sẽ thấy là một số thứ nó cũng chặt những cái gì mình suy nghĩ khá là nhiều. Cho nên là ở MIT khi mà tôi dạy, nó có một bộ phận rất là hay là hướng nghiệp. Thì cái bộ phận đó là có một ba chuyên gia tâm lý và một bác sĩ. Thì họ trong quá trình học á, sinh viên Việt Nam thường của mình bị mất cái định hướng tinh thần đó. Ở nước ngoài khoảng cấp 3, lớp 9, lớp 10 là bắt đầu các bạn đã phải tìm hiểu ngành nghề, và các bạn được cho làm thoải mái tự do và có một cuộc vacation break á. Thì các bạn đi tới một cái đó không làm cũng được, mà còn người ta làm để hiểu người ta làm cái gì, để cảm nhận cái đó, còn mình mới kết thông. Và tới lúc mà vô đại học tiếp tục phải gọi là kiểm tra check lại rồi tư vấn thêm,
biết cho họ. Thì ở Việt Nam mình không có, ở Việt Nam mình tới lớp 12 là mình không có một cái kiến thức gì hoặc định hướng gì về nghề nghiệp hết. Thậm chí có nhiều bạn học ở trường đại học phổ thông của mình á, thì 2 năm đầu là đại cương vậy đúng không? Sau 2 năm mấy bạn nói học xong rồi tính, bạn cũng chưa có một cái định hướng gì cả. Thì được cái là nó chỉ có bộ phận đó, tức là khi các bạn vô các bạn học, các bạn được tư vấn và các bạn có quyền xin để kiểm tra mình như thế nào. Và nếu kiểm tra mình thấy là có khả năng làm hay không làm, thì bên trường sẽ recommend là các bạn sẽ gặp một số anh chị đã làm và là online kiểu sinh viên đó, anh chị đang làm ngành này, xong rồi theo có thể là vacation break vô khoảng tháng rồi họ mentor cho mình để con mình có thích cái mình hay không. Tại vì khi các bạn phải làm việc nó đúng thì nó mới biết mình được cái sở thích của mình đúng hay không, chứ còn mấy bạn ngồi suy nghĩ không thì nó không ra cái này. Tôi có một đứa sinh viên, bạn là con nữ rất là xinh gái, xong rồi cũng thấy người ta làm ngành sự kiện rất là thích, làm như là celebrity là celeb nè, nói chung là nhìn nó hoành tráng, xong đi làm được 3 tháng hơn quay về nói thầy ơi cũng mệt, cái ngành gì đâu mà nó quẩn là quẩn giả mang, mà tới lúc làm OT rồi thức đêm thức hôm mà em con gái thì em tiêu. Xong rồi cuối cùng mấy bạn phải ngồi, các bạn ngồi suy nghĩ lại xong rồi thử những option khác. Tức là khi mà học về ngành event các bạn cũng biết, và tất cả những cái sự kiện ở trong trường thì nó cũng chỉ gói gọn là làm cho một công ty nào đó cái đầu bài rất là ngắn và làm trong giờ học, hết giờ học còn đi chơi bạn bè. Nhưng mà khi làm thực tế đâu có gì đâu, thực tế chạy deadline chết luôn. Và thường thì event các bạn biết là nó cực lắm, chạy về deadline về khách tham dự event, chạy deadline về tổ chức rồi logistics rất là nhiều cực lắm, và thậm chí là chạy deadline là mệt luôn, tại vì trong hợp đồng khách hàng nó ràng kỹ lắm, và lỡ có sự cố thì là phải đền, cho nên là họ rất là căng thẳng trong việc đó. Thì các bạn muốn biết các bạn thật sự có làm được hay không thì các bạn phải thử cái nghề đó ít nhất là 3-6 tháng thì nó mới được. Rồi chắc cho xin các anh chị feedback và chia sẻ lại coi các anh chị cảm thấy là mình những cái mâu thuẫn hàng ngày của mình nó có giống tương tự những gì mình chia sẻ đây hay không, hoặc là các anh chị có góp ý gì thêm không, hoặc là chia sẻ gì thêm để giúp cho một số anh chị khác thấy cái case của mình và mình giải quyết nó hay hơn, nó khác hơn. Có ai mà hỏi là ví dụ như mình áp dụng những cái strategy cho chiến lược này, đấy là em muốn áp dụng, nhưng mà cái đối phương, cái người mà mâu thuẫn với mình á thì họ lại không có áp dụng, họ cứ chỉ mặt mình, hoặc là họ sử dụng những cái động thái dụng nói áp đảo mình như vậy á. Xong rồi lúc mình mâu thuẫn xảy ra xong mình cứ nhẹ nhàng từ tốn lắng nghe, xong họ cứ áp đảo mình vậy, xong tức là hồi làm người hiền á, làm người hiền hoài đáng hiếp đúng không? Cái đầu phần nó cảm giác là sao giờ chẳng bao giờ mình đứng lên mình cãi chửi nó. Có hai thứ các bạn, khi mà các bạn kia làm dữ quá mà mình ngồi rất là từ tốn khiêm tốn, người khác đánh giá mình nhé, người khác nhìn vô mình họ đánh giá mình và họ cũng nghĩ khi nó cũng có cãi cũng sừng quá nghe rất là phiền đúng không? Cái thứ hai, khi mà chúng ta vô một cuộc cãi vã nó vô bổ như vậy mà chúng ta không cãi đúng mục tiêu, chúng ta nên có một cái người khác, người thứ ba bạn cũng như là trọng tài với hai thằng ngồi cãi ngoài chứ chị nào đúng không sai. Và khi có người thứ ba vào thì chúng ta thay vì cãi vã với họ, chúng ta đưa ra những cái luận điểm về cái vấn đề đó. Và thậm chí là khi để có sức mạnh hơn, các bạn có thể email với gọi yếu tố là anh nói vấn đề A nhưng mà em có một cái thông tin về vấn đề A và vấn đề A, nói chung là evidence, tất cả các thứ bằng chứng này nọ, xong mình gửi, mình CC một số người có thẩm quyền vào thì nó sẽ khác đi đúng không? Tôi có nói nhân viên tôi khi cãi vã đã lời xong rồi á, mày cãi thì cãi thì mày chán thôi, xong tôi còn ngồi và vô phòng khi tôi làm trọng tài cho hai người cãi bắt đầu nha, thì vô ngồi cãi đàng hoàng nè, chứ không phải là ngồi cãi vậy mà nhưng thống nhất với nhau một điều là cãi anh chị có thể cãi quan sát cũng được, nhưng mà đưa ra yếu tố bằng chứng anh chị cãi là cái gì, tôi hỏi cái kia là đồng ý luận điểm này không, tôi hỏi cái này là cái luận điểm kia, còn những cái luận điểm mà nó không có bằng chứng rõ ràng để cãi sẽ quyết định im xong. Thì nếu có bằng chứng này thì cãi gì đúng không, và tại vì cái người chịu trách nhiệm nhiều nhất là đứa sếp, nhân viên thì giờ làm có làm sai thì chịu thôi, còn đứa sếp chịu trách nhiệm như thế thì được chung. Thì bây giờ cái việc này các bạn không có bằng chứng, nói chung là nói tôi mà sếp cũng không biết là có đúng hay sai nữa thì không bao giờ làm đâu,
bây giờ làm cũng hên xui thì bây giờ cái chuyện là sắp xui rồi. Đó sao? Chỗ nào có bằng chứng rõ ràng, có luận điểm rõ ràng, bạn cãi ok, bạn cãi ok. Bắt mấy bạn đó bài bạn cãi ví dụ đó là làm sao? Thì thường khi họ ra họ cãi bài, họ quên cái chuyện là họ cãi rồi, có luận điểm, họ có đủ cơ sở luận để làm cãi cái đó. Họ cãi rất là sung. Nên lúc mà kêu đâu cơ sở luận đâu. Đồng hồ đầu xìu xìu, từ từ lại mồ môi ra là phải tìm đủ thứ để thuyết phục người khác. Thì lúc đó không cần, lúc đó mấy bạn cảm thấy cãi đúng thì nó không được. Mà nó cần phải thuyết phục khác, thuyết phục người khác. Cái bài mồ luôn là quả hậu đó là chỉ bị hạn cho họ được luôn. Đúng là tầm người hiền cũng như vậy. Nhưng, dạ, mời em.
là trong cái chuyện mà đối đầu với nhau vậy thì chúng ta có cái sự mình thì chúng ta vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, cảm thấy sẵn sàng giọng nói chứ không cần phải ra động con em nữa, muốn làm những cái lỗi gì mà thổi lão đầu. Bây giờ có thể là nó sai nha, nó quế xong nó cũng đứng làm có chạy mà nó bỏ của nó không chứ đang luôn là mình cũng thời gian luôn, mà thậm chí là tìm cách nó đâu xem mình về. Tức là gọi là khoan biết ứng sai, nhưng mà tôi thấy anh với tôi cãi không được về phường, tại vì nó có quyền mời anh về phường thì cái chuyện gây rối sau ba gây rối là cãi bão rồi luôn về phường không xem là phường sẽ mời mời đó, nó có thể nói là à, cái này không đúng không sai gì hết, xong rồi cho mình đi mới sạch sẽ. Nhưng mà nếu mình nói chuyện từ đó sẽ được thật. Có hại như thế nào? Thường thì anh nghĩ là cách đó là một cách để chúng ta bỏ cái tôi của mình ra, chúng ta từ từ nhìn nhận một cái khách quan. Nhưng cái hại là thường tâm linh buổi đó cả mà sao quên con người mình đã làm biết rồi. Mà bữa sau đó ấy hôm qua mình có cãi vấn đề này bây giờ ngồi xuống cãi đi ra từ từ mọi người nghe là quá nhiều cãi còn hết rồi cãi hết. Để gặp quá, hôm qua không cãi, giờ ta cãi. Thì nó là... Còn nếu mà chúng ta là làm việc professional hơn á, có thể qua đó chúng ta hơi vấn dặn thì nó là ba hôm bữa cái vấn đề nó còn tồn động lại, xong chúng ta đưa vào cái định cái agenda của nó để chúng ta thì... Và nếu mà người nào cứng hơn nữa thì hôm bữa là chúng ta học cái vấn đề có cãi đúng không? Nhưng mà hôm bữa cãi xong anh chị hay là tôi cũng thiếu một số cái luận điểm cơ sở luận thì một số luận điểm chúng ta cần thu thập thêm list ra anh em thu thập này tôi thu thập này để bữa sau ngồi nói chuyện hiệu quả hơn đúng không, có luận điểm hơn như vậy. Rồi chúng ta cãi hay có một số còn em cũng có vợ con em hỏi anh chơi là thì anh cãi với vợ nhưng mà thấy vợ sai thì lý. Anh có nhường vợ anh nói nghe nào. Vấn đề sai đúng nó đối là nó mang tính tương đối, sai đúng là gì, xã hội chúng ta chấp nhận cái việc đó để bảo là đúng và xã hội không chấp nhận mà là sai. Nên khi mà trong vấn đề về gia đình đó, anh cũng xếp theo một cái xu hướng là nói chuyện với vợ anh là khi cái luận điểm vợ đưa ra nó được nhiều người đồng tình quan điểm đó thôi, anh không đồng tình cũng được nhưng nhiều người đồng tình với cái đó. Và cái thứ hai là anh không ít dạo này anh cũng ít cãi lực lộn mà trực tiếp với vợ tại vì sao cũng buộc nhà không có em, nó cũng nằm ở cái tôi con nào mình mở miệng ra bây giờ mình nói không chuẩn bị không nói gì được là bắt đầu họ ấu cái sọc cái tai họ không nghe, họ không nghe cái luận điểm mình đúng hay sai. Thì anh có một người bạn là bác sĩ về nhi khoa nhi bên trong khi đấy mỗi lần mà cho bé đi khám chắc như là nổi bác sĩ của mình bác sĩ rất tập là vừa là nhi mà điện thường vừa là lý nha thì anh hỏi nhẹ anh nghe là ok hợp lý cười vui vẻ. Anh từng bị một cái trường hợp là còn đó là còn tiếu là những gì thôi tại vì anh là dân làm cái vườn anh dạy nó đi thì hồi xưa cũng nghiên cứu nhiều phương pháp để không thì phụ nữ được hết những cuộc sống đi nghe cách dạy con em đúng không rồi đi mấy cái workshop của cái bà mẹ rồi qua cái một sẽ kiến rất là nhiều thì có một vấn đề về cái bà xã hôm nay chị này nói cái vấn đề hay quá cái bà ngồi kể rất là tốt mình ngồi mình và là bắt tròn xe mình ngồi đứng lên luôn đã quên đi cái việc này hồi trước cảm thấy mình đã nói rồi bảo đấy sao mình lúc đó anh nói không có thuyết phục.
hoặc là anh muốn nói một cái luận điểm gì đó thì giờ được phát triển này cũng hay. Chia sẻ với chị dạy con tí xíu nha anh chị, nó hơi nói chung là cũng hơi hứng thú. Thì con của mình có hai đứa, 8 tuổi, 5 tuổi, hai đứa nó tiếng Anh, nó có thể gọi là second language, tại vì mình nói tiếng Anh với bé từ nhỏ rồi, mình mới sinh ra là không bao giờ nói tiếng Việt, nói tiếng Anh. Coi như là nó con mình là một người nước ngoài. Tiếng Hoa mình cũng dạy theo phương pháp là phương pháp ngôn ngữ đại đại và sau mình thôi mình ngồi tới chơi với nó. Một tuần như vậy là ba ngày, ngày khoảng tiếng Anh chứ không hôm nào gì hết, muốn chơi gì chơi, chơi xong rồi có thể ra công viên chơi dẹp liều hoặc là ra siêu thị hay gì tầm một cà xong viết cái nói cho cô là mua cái gì, xong cô sẽ nói là mua cái này đúng với bạn không, mua cái này không, xong rồi tập thành thật thì đơn giản thôi. Giờ tiếng Hoa nó rất là phù hợp, tiếng Anh thì mình phải tiếng Anh thì nó có tiếng không vậy. Và bé lớn của mình thì bây giờ đang đi trợ giảng môn toán trường Sư Phạm Hoàng Mai, một tuần nó dạy ba tiếng. Thì nói chung là cái cách dạy con là mình có nghiên cứu và hiện bây giờ cộng đồng mẹ trên mạng nhiều khi những bài mình chia sẻ hỏi được bạn quan tâm thì thay vì anh ta nói trực tiếp với bạn là anh post lên sao đó trên mạng, bạn làm một cái livestream anh nói gì vấn đề đó, bạn nghe và cảm thấy nhẹ nhàng thì giọng nó thẳng với bạn hay không, và có nhiều người comment vô thì mình giải thích cho mấy bạn đó thì bạn cũng ngồi hợp lý. Nói chung là nhiều khi nó phải di dòng như vậy đó. Anh quản lý nhân viên cũng vậy, có một số nhân viên đó rất là nể sếp, nó nghe sếp thì có những đứa cứng đầu, nó cứng đầu nó cũng bị cái tôi đúng sai đâu không biết, cứ vô là phàn trước rồi đấy, thì là cuối cùng thì thường như vậy thì mình giải quyết cái bài toán đó với một số nhân viên khác mình dễ dãi hơn, mình nói chuyện với nó, mình nói được vấn đề, nó nghe được, mình cảm thấy được và nó cảm thấy là nó tấn công. Nói chung là sống cũng dễ. Con em mấy tuổi rồi? Dạ hai. Hai tuổi rồi? Dạ. Nó cho nó học ngôn ngữ. Tại vì nó có cái hay rồi, tại vì bé mà khoảng 2 tuổi mà thuê người để chơi với nó thì em sẽ trảo được 2 tiếng. Nó chơi với em ngoài, nếu mình là người vợ ba rất là trách nhiệm đúng không? Như anh cũng vậy, về chơi với nó ngoài thì nó cũng sẽ bị chán. Trong khi có người khác chơi với nó, mình ngồi mình làm, mình cũng cảm ơn để con mình chơi. Nhưng mà tiếng Hoa bây giờ là cái tiếng mà ở Việt Nam mình anh thuê cái người trốn chơi với bé cách đây 4 năm, một tháng rồi. Bây giờ cũng chưa tới 2 giờ, có rẻ đó. Đó là một cái kênh rất là hiệu quả. Và thứ hai là tiếng Hoa là cái ngôn ngữ mà ai có ghét cũng đi, nhưng cũng không thể phủ nhận được cái lực của Trung Quốc. Và ba ngôn ngữ đứng đầu thế giới hiện nay là tiếng Hoa, phổ thông đó. Spanish thì mình cũng cho hai đứa nhỏ học rồi mà không có điều kiện như vậy, tại vì người dạy tiếng Tây Ban Nha ở đây ít quá, mà có người dạy thì họ dạy người lớn, không dạy nhà, mà chơi cũng rất không được. Rồi cộng đồng như vậy cũng không được tập thôi. Nhưng mà mình phát hiện là sau khi mà nó học được ngôn ngữ, mình có thể dùng việc là hồi sinh mình có thể nghĩ ngôn ngữ là một cái công cụ gì đó, nhưng thực ra nó mang nhiều ý nghĩa. Thì khi họ học được ngôn ngữ khác đó, bé nó sạc về văn hóa đó. Thì ngôn ngữ học tiếng Hoa thì sẽ đi văn hóa. Đúng không? Nó không gì nữa. Nó giao tiếp. Và khi có kiến thức mà giao tiếp được, các bạn cũng kiếm nó tới nhiều, nó sẽ đem tới sự hợp lớn. Khi tôi nói là chuyện tổ chức xuất tinh, mình có kiến thức thì sẽ ngồi nói cho tôi nghe, mà mọi người ngồi nói rất là sung sướng. Nhưng mà nói chuyện khác là nó có kiến thức là cảm thấy không được lại. Cho nên hiện bây giờ cái trường mà kêu mấy bé lên là thuyết trình một bài y chang gì đó thì ba mẹ rất là vui, ví dụ năm thực ra nó thuyết trình nó không có một cái cơ sở luật để giúp cho nó tự tin hỏi dần đi chút xíu là mấy bé không trả lời được. Cho nên là nếu mà nó có ngôn ngữ, nó có kiến thức, nó có giao tiếp, nó tìm hiểu được, nó có kiến thức rồi thì sự tự tin nó tự nhiên nó không có phải gò bó để kiểu mình học. Cho nên là hiện giờ ba mẹ bị một cái xu hướng là cho con thuyết trình, xong rồi nó được cô giải thuyết trình như thế nào, và gần như nó nhớ cũng đó. Thì chính là hôm nay ba mẹ với tự xứng, nói chung là cuộc chơi cả con và ba mẹ với tự xứng với nhau. Rồi ba mẹ cũng bị một cái bệnh gì là rất là
sắp không? Thì hồi xưa thích nhảy là múa ở piano rất là lãng mạn. Giờ mẹ đàn không được. Xong rồi bắt đầu khi con học đi. Thì thật ra cái cách mà tốt nhất để cho đứa nhỏ nó đam mê cái gì đó. Đam mê có thể là tự nhiên đăng kiếm hoặc là có thể được hướng dẫn. Thì 13 người mẹ, một là phải có niềm đam mê. Chơi giỏi càng tốt là một cái hạn cho con. Chơi không giỏi cũng được, nhưng có thể coi những cái đoạn video về cái đó, bình luận cứ lo tạo ra đây cho con. Có nhiều người nói, ủa tôi không chơi giỏi piano thì sao tạo ra đây được, không có. Cho nó coi những đoạn video bình luận nó trời hay quá, chạy tay rồi nó cũng cảm nhận được chuyện đó. Có nhiều khi mình coi đá banh, coi với cái con trai, đâu cần phải đá banh giỏi đâu. Nhưng cái cách mình coi, truyền cảm xúc nhẹ, tớ vô, vô, nó cảm thấy một hay, nó có đam mê. Thì thật ra mình phải là người học đam mê hơn là nói, nhà học piano hay đứng vào học đi học đi. Xong cuối cùng là tàu làm mẹ mà nói, chứ thế nào đó không? Còn đây có con nữa không? Ok. Mình cho bé vậy không ngủ nhiều, không ngủ gì nhiều. Có lợi mẹ, không có lợi. Em tưởng tượng đi, hai vợ chồng, một người Việt, một người nước ngoài. Thì bé có làm ngôn ngữ không? Nó chỉ loại khi, chẳng hạn như anh nói tiếng Anh với nó, xong nó lâu tiếng Việt, với em cũng sần được. Thì gọi là loại thì cũng không nói loại thôi, nhưng mà nói chung là nó cần thời gian để điều chỉnh lại cho nó ngăn nắp thôi. Tại vì nó sẽ bị, nó giống mình mà, mắc cái trang mình mà. Lúc tiếng Việt, lúc tiếng Anh, thì người ta gọi là loại, như thực ra đã có loại. Thì đứa nhỏ mà bố mẹ tập đó thì nó nói hai ngôn ngữ chứ không bình thường, nó là cái phản xạ. Em cho mấy bé mà vô học trường nước ngoài á, thấy rõ ràng không? Nó nói chuyện ba mẹ tại nó tiếng tiếng Việt, nhưng nó quay qua bạn nó nói tiếng Anh, mặc dù hai đứa nó người Việt, nó tiếng nhỏ người Việt, rõ ràng không? Thành cái phản xạ. Đó là mình có một cách tiếp cận nhưng mà mình cũng có một cách tiếp cận khác. Thì cách tiếp cận của mình là thay 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 vì có thể nó cũng như là người lãnh đạo cảm xúc thì mình tạo cho nó một cái sự an tâm. Thì khi nó xuống nó an tâm để dành cho nước của nó. Thứ hai nữa là mình cũng thích cái việc là gọi là sao gọi là đã quên thì mình cũng không tốt. Nên cái này các chị nhiều khi cũng phải chịu một phần là chi phí nhỏ, tại vì khi mua xong cái bé bơi thì nó có một cái chỗ bên dưới lưng bé bơi chẳng ngày mà xong mua xong bao rồi một cái hồi thì giờ thì ba mẹ làm chuyện xong thì ba mẹ xuống bơi cái nó thấy nó bực quá nó xuống bơi, nhưng mà mình muốn tạo cho nó một cái là nó phải hiểu được cái đó là vấn đề của nó. Còn muốn nó hiểu được cái vấn đề của nó nữa thì chẳng hạn như là bây giờ cái tiền mà thay vì là mua cho con cái đồ chơi này đó, nó không có phù hợp với con, tại vì nó sẽ có chuyện là nó cái mắt gì đó không biết không phù hợp. Giờ cái tiền này ha để mua cho con bơi, để con bơi, nhưng mà nếu mà con bơi thì con chỉ có một cái phần tiền rõ ràng, không thể nó để dành mua đồ cho con mà nếu mà không xài thì nó sẽ bị tốn. Nói chung là dạy con nó có nhiều thứ mà thậm chí ba mẹ mình cũng bản thân tôi cũng rất là bảo thì cũng quá buồn mà nhưng cũng đẹp là bảo xong mình đang tự mình kiềm mình biết cứ có khách quan và có nhiều người như vậy có hai cái trường phái dạy con, một trường phái dạy con theo kiểu
Còn những đứa mà gọi dạy cái kiểu truyền thống mà mình có điện thoại cũng không đúng. Thì có một cái câu hỏi mình đặt ra cho ba mẹ, có nhiều khi ba mẹ thì nói nó nghe ứng lắm chứ sao. Tôi nói tại con là một cái truyền pháp dạy, tuy nhiên còn 5-6 cái truyền pháp khác, anh chị thử chưa? Có thể thử hết rồi không được, anh chị có tính cái chuyện mà nó vô này, tại vì nó buồn như vậy. Nhưng thường á, ba mẹ là lười quạo quá, cái cách nhanh nhất để làm lười là gì? Tăng cho nó nghe. Có bao giờ sợ tốn thời gian thì nó không quạo, nó nghe xong cái cuối này thì quạo quá, tăng là nhanh nhất. Nó không nghe. Đúng không? Tôi vẫn đồng ý cái chuyện là đôi khi chúng ta phải dùng biện pháp mạnh. Tuy nhiên là còn nắm đến biện pháp nữa, anh chị xài chưa? Cái xài, chỉ xài rồi thì ok. Còn chúng ta thường lười thôi, đi lại đi làm về mà thế nhé. Xong cái mình cách đó cách lười người biết, tôi không phản đối cách đó, nhưng cách đó là biện pháp gọi là last strategy cho cái người cái cách cuối cùng. Thì có nhiều cái nó nghe. Có một cái nữa mà tôi cũng phải đi học người khác này, nó làm sai là không đúng. Có gì nè, hỏi nó biết sai, nó biết sai, tôi sai còn là xin lỗi, không xin lỗi, đúng cái tội làm xin lỗi. Bực nó, nó sai, nó bực bước. Xong cuối cùng đi hỏi một số bác sĩ tâm lý thì có thể xong đi rồi. Thật ra tại thời điểm đó, nó làm căng, nó càng bước. Đó là phản ứng ổn định. Và cuối cùng nó cần mình nhả ra để nó bốt cửa. 10 phút sau có thể, 15 phút sau có thể tự động nó xin lỗi. Nhưng mình hỏi, dạ xin lỗi không? Không. Càng hỏi nó càng căng. Tại vì công đức nó người ta thường nói là mình rất là công đức. Tôi rất là quạo, rất là đấu tranh, rất là phần thắng. Cho nên càng ép nó càng mạnh hơn. Nhưng để cho nó có suy nghĩ, có cửa ra, hoặc làm gãy. Nếu mà không xin lỗi ba mẹ thì không có nhiều cách. Có thể là ghi một thời gian để gửi cho ba mẹ xin lỗi. Có là một cái gãy mà nó sẽ làm. Còn là một gãy khác. À, bây giờ nếu mà con làm cái này con thấy là không đúng. Thì một là con làm cái này, hai là con làm cái này, ba. Là làm cái đường nào phản ứng nó sẽ. Nhưng mà buổi đó đúng cái lúc đó cứ ngồi cái đó hoài, nó biết sai nó thì tôi rồi. Nhưng mà nghe qua tâm lý này thì ba mẹ không đi học mà có được nói vậy. Nhưng sau khi mà làm thì thực hành lại lần với mấy đứa nhỏ đó thì nó rất là đúng. Đúng rồi. Tâm đắc cái câu của Tôn Tử đó là chúng ta thắng một người không phải là để mang sát người đó hoặc là hạ đi người đó, mà lấy sự hỗ trợ của người đó, tại vì chúng ta thích phục họ, họ sẽ đồng hành chúng ta. Và khi giải quyết cái mâu thuẫn này đúng nghĩa thì thay vì chúng ta hạ một đối thủ và chúng ta mất nguồn lực thì chúng ta có sự hỗ trợ của họ nhưng hai hơn là chúng ta sau cái mâu thuẫn đó là anh thắng thì tôi cũng còn 6 phần thôi, anh này không còn nào hết và chúng tôi bị mất hết nguồn lực. Trong khi nếu mà chúng ta hòa giải với nhau, chúng ta nói chuyện mà anh đồng ý với quan điểm của anh hay bạn theo tôi, anh hỗ trợ tôi thì tôi còn được bao nhiêu này. Và cái đó là một trong những vật lý bên ta với công tác cực kỳ hay và lấy lòng thu phục rất là nhiều. Và cái này trong những chuyện
rồi anh đây mời anh. Sau khi thì như vậy nè, tránh né không phải là cách giải quyết vấn đề. Chúng ta không thích tranh cãi nhưng chúng ta cũng có những cách khác. Vấn đề là ví dụ như bạn muốn tránh né vấn đề, bạn không muốn tranh cãi thì bạn có cảm thấy là ok anh làm sao cũng được, tôi theo anh tôi vui, thì cái đó mình sẽ thông cảm với bạn, cái đó ok. Nhưng mà nếu mà bạn tránh né theo kiểu là mình không cãi lẫn, không làm cái chuyện này, cảm thấy rất là buồn, thì cái chuyện này đối với bản thân bạn không tốt, tại vì sẽ dùng né, không là dùng né những cái khác nhau và nó sẽ mâu thuẫn nó nặng nề hơn, và lúc đó cái mâu thuẫn nó không còn ở cái mặt mâu thuẫn về công việc nữa, mà nó sẽ đi vào cái mâu thuẫn khác nữa, ghét nhau nhiều hơn. Có thể lần đầu về mâu thuẫn công việc mà ông ấy làm thì bây giờ ông hoài nói ông ấy không được, ông ấy không thể nói luôn, thì lúc đó là mình thường bỏ qua cái mâu thuẫn công việc mà mình đi vô mâu thuẫn cá nhân, ghét là luôn, thì ông nói gì ra cũng không nghe luôn, trong nghiệp không. Thì góp ý cũng có nhiều cách góp ý đó. Có biết khéo chẳng hạn, bây giờ anh không thích tranh cãi là có thể viết một cái email đấy. Cái vấn đề anh nói, em thấy có một số khía cạnh này có người nói thế cho em, anh đưa cho em. Và nếu mà anh nghĩ là cái này hay thì có thể gửi cho anh này và CC một số người khác, anh chị khác nhau. Mấy chị khác, thay vì anh là người trả lời, mấy chị khác cũng sẽ là người support cái luận điểm, nếu mà luận điểm là đúng. Anh sẽ không cần cãi trực tiếp với họ. Tại vì các anh nên nhớ là cuối cùng trong một nhóm thảo luận đi, thì cái việc mà thảo luận về công việc nó sẽ giúp ích cho công việc. Thì khi mà tôi CC anh này trong công việc thì thầy thấy có cái này tốt nè, cái này giúp cho công việc của mình nó trôi chảy hơn, thì ban ngày sẽ có một cái ủng hộ chứ nó cũng không cần phải là người cả trực tiếp. Nhưng các công lớp của mình phải tế nhị đó là em có một vài người hồi xưa anh chị làm trong ngành logistics, anh chị có kinh nghiệm là tức là hiện bây giờ mình làm tăng ca luôn sẽ rất kiểu là không được, tại vì một số lý do. Xong CC bên này, bên này thấy tôi có thể sử dụng tiếng nói của mình không được phải quá trực tiếp. Không biết là anh không kêu chưa anh? Hay là anh còn kêu sơ gì? Có nghĩa là mình nghe nhiều nhưng mà không phải gì ba bạn nghe trong họ. Mày làm thì tao làm, nhưng tao với mày có làm chung một việc để support một cái chức năng gì đó, luận điểm sai mà, đúng không anh? Còn nếu mà tôi và anh không quan hệ với nhau, tôi đang làm, tôi làm chuyện tôi, anh làm chuyện anh, thì mặc mối gì cả nhau, đồng ý không? Thế đó luận điểm mà, tôi làm chuyện tôi, anh làm chuyện tôi, anh lúc xong lúc chiến mà hai cái khác nhau thì đụng nhau đi, cãi nhau gì? Chúng ta thường mâu thuẫn là vì chúng ta làm chung công việc và chúng ta buộc phải giải quyết công việc đó thì chúng ta mới có mâu thuẫn. Không có tranh cãi, không có đấu tranh, đúng không? Đồng ý không? Anh đồng ý không? Nếu mà chúng ta vì một cái tranh cãi là một việc chung thì chúng ta có mâu thuẫn rõ ràng, thì anh không thể nói là tôi làm việc tôi đã làm việc anh được, thì chúng ta cùng làm một việc để hỗ trợ cho một việc gì đó nữa. Thì bây giờ nếu mà chúng ta đồng ý là việc chuyện trên quan điểm là chúng ta làm chung cái việc đó, chúng ta phải ngồi xuống với hỗ trợ nhau thay vì một lần từ cãi nhau. Tôi muốn hỏi anh là nếu mà anh giải quyết tình huống đó, nếu mà cái sự việc nó tới xấu thì tới xấu đi, nó ảnh hưởng anh và nó cũng ảnh hưởng đồng nghiệp anh và ảnh hưởng những người trong team anh luôn. Có tình huống các anh có thể chữa cháy được, có tình huống các anh không chữa cháy được. Chẳng hạn nói là chơi này là chữa cháy nhà đi, đừng nói không được đi chơi là cháy nhà đi, nó ghét còn cháy được đi, còn lúc cháy là lúc đó là mệt à, đi chấp nhận được. Thì tôi nghĩ cái cách suy nghĩ được nhất vẫn là cái cách
không nghe, nó biết nó sai nó không nghe, thì anh chị cũng nên cân nhắc là chúng ta có nên tiếp tục tới cái môi trường đó không, ta không cảm thấy không thể vui, không vui được cái việc đó, mình cảm thấy đúng, nó làm như ý nói rồi, nó biết nó sai, nó chuẩn mình, và thôi xong, thì anh chị cũng cân nhắc là phải như vậy. Cái lợi ích thứ hai của cái chuyện mà chúng ta phải nói chuyện để giải quyết cái mâu thuẫn là gì? Các anh chị đúng, các anh chị sẽ có kỹ năng giải quyết vấn đề, nhưng các anh chị sai, các anh chị sẽ học được từ những cái của người ta, nhưng bây giờ thì mình đúng hết. Khi chúng ta tranh cãi chúng ta sẽ sai, vấn đề chúng ta không thấy, người ta có thể giúp chúng ta học được cái đó. Ngay cả những bạn sinh viên cũ của tôi bây giờ đi học lên tiến sĩ, bây giờ cãi với nó vẫn nên cãi và đồng chí cãi với mình, em đi nghiên cứu rồi để nói lại cái này, cái chuyện đó thì học học cái đó thì học là cả một quá trình trọn đời chứ không phải là học đó. Bây giờ tôi vẫn nhiều khi mấy đứa sinh viên bây giờ có một đứa đang start up, nó không phải là công ty start up chịu đâu, start up rất thành công, thậm chí là một người học rất là dễ dàng. Cái việc học là việc rộng rãi, nhưng các anh chị mà phải chịu va chạm mới lòi ra vấn đề, mới biết mình tưởng như làm sao. Chứ chúng ta cứ giữ ưu thương thì cái mình rõ thì chúng ta sẽ không còn được nhiều, chúng ta biết được. Bản thân
thăng hoa nên tìm một môi trường khác. Thì với chị thì nghĩ tới cùng là mình đi làm chỉ là một cái chức năng trong cuộc sống của mình, đúng không? Công việc, xã hội, gia đình, bạn bè, đừng để gì chi phối quá nhiều. Có nhiều người cắm đầu vô làm sẽ cuối cùng là ở có chuyện gì buồn mà chúng ta không dễ thấy sao mà, chúng ta còn rất là nhiều cái mối quan hệ khác. Cho nên là nếu mà chúng ta không làm không vui thì chúng ta cũng phải nên chuẩn bị những chuyện không thể lắm. Ok, mình đã có đủ khả năng làm những chuyện khác. Cái này bị bắt gặp trong một số anh chị mà làm ở tập đoàn nhiều, thường làm tập đoàn phải quá 5 năm các anh chị bị ầy, bên chị không muốn thay đổi chất. Tại vì các anh chị muốn làm tới lớp comfortable là thoải mái, cảm thấy là thoải mái, cảm thấy cái vùng thoải mái của mình ra học cái vùng đó, các anh chị cảm thấy là không làm mặc dù cơ hội là nhiều người thấy cái cơ hội không đến thật tâm lý gì. Thì cái chuyện mà chúng ta mà tham gia để góp ý tích cực với nhau cũng vậy, các anh chị mà tạo thói quen không góp ý với nhau vậy sao còn thấy có ích không? Có chuẩn bị gì nhưng mà chuẩn bị gì trong trường hợp này thì mình đưa ra để mình nói chuyện riêng, tại bởi vì khi mình đưa ra nói chuyện riêng đó, tất nhiên là những người mọi người khác đó người ta cũng sẽ thấy nó có một chuyện nào đặc biệt. Cho nên là trong em muốn hỏi cái vấn đề nó như thế nào, hoặc là cái tính của người nó như thế nào, hoặc là câu chuyện nó như thế nào, thì có một cái mùa đông có để mình đưa ra ngoài ra đó là thứ nhất. Và thứ hai á, đối với nhân sự trong khi mà làm IT á, thì mọi người có một cái tôn khá là lớn luôn và khá là bảo thủ nữa. Và tất nhiên là họ cũng có cái cơ sở luận của riêng họ là à cho cái đó là đúng, thì họ mới mới nghĩ là mình đâu được đó. Thì khi mà anh là có kinh nghiệm quản lý thì em biết nên mình đưa chính sách như thế nào, hoặc là mình nên tìm cái giải pháp như thế nào để mình kết nối mọi người thay vì là mình sẽ là người thứ ba đứng làm trọng tài. Tại bởi vì trong nhiều trường hợp thì cái team của mình nó có rất là nhiều cái mâu thuẫn luôn, và làm sao mình lúc nào cũng làm đứng làm trọng tài hoài được, mà còn rất nhiều cái chuyện khác nữa. Thì lúc đó anh sẽ làm như thế nào? Em mong muốn anh có thể. Đầu tiên là câu hỏi của em về cái chuyện mà tách biệt ra để thảo luận riêng một người nào đó. Thì thứ nhất là vấn đề mà họ thường mấy bạn ưa chọc chọc á, thì chọc vô những vấn đề nó không liên quan với là cái hẹn hò đó, mình nói ok cũng nên thôi. Còn những bạn mà chọc chọc xong rồi nói chung là cũng không ý kiến, không có đóng góp được nhiều á, thì thường mình sẽ yêu cầu là như vậy: nếu bạn nào có ý kiến lần sau nên chuẩn bị một số thứ evidence, bằng chứng evidence. Khi bắt họ phải chuẩn bị và tích cực làm đó thì mấy đứa mà nó nghiêm túc thì nó sẽ rất là chuẩn bị, còn mấy đứa mà cứ chọc chọc thì nó không chuẩn bị, mất thời gian, nó muốn nhảy vô nó nói vậy thì chúng ta mời nó học đi. Cái thứ hai nữa là gì? Mình đưa ra cái quy luật trong cuộc họp là khi mà họp hành và thảo luận như vậy thì các anh chị phải đưa được cái luận điểm nào để thuyết phục mọi người, luận điểm nào có cơ sở luận và luận điểm nào chưa có cơ sở luận phải phân biệt ra rõ. Chưa có cơ sở luận thì bắt đầu mình ngồi mình bàn với nhau trên cơ sở là mọi người đồng thuận, còn nếu không thì cái đó thuộc về bên ban giám đốc, tại vì họ mới nắm được cái chuyện mà họ quyết định thì trách nhiệm của họ là không. Mà thường là cái gì này, cái gì đa số những cái chuyện mình cãi, nếu mà cái chuyện cãi mới ấy, thì chắc là không tới phiên nhân viên cãi đâu, tại vì cái chuyện nó mới, nó thuộc về chiến lược. Những cái chuyện nhân viên cãi là những chuyện thường có cái lịch sử và cái ngành nó có hết rồi. Bao nhiêu phần trăm chúng ta cãi mới một vấn đề? Đa số chúng ta cãi những cái chuyện mà xưa chưa có hết rồi. Thậm chí là nếu các anh chị có lưu lại cái lịch sử của cái công ty mình á, thì các anh chị sẽ thấy là cái buổi đó là có những cái linh chứng rất là không cần cãi. Chẳng hạn như bây giờ đơn giản như cãi cái chuyện là giao hàng giờ đi quận 5, quận 7 xong rồi đi quận 5, quận 7 thì đi qua quận này nhanh hơn chẳng hạn như vậy thì khỏi cãi. Tại vì nếu mà chúng ta làm trong ngành, công ty làm trong ngành ít nhất 2 năm là có lịch sử, là chúng ta có thể dựa trên cái tiểu sử trong chúng ta có thể biết được rồi, thậm chí biết được cái quận nào kẹt xe không. Nó kẹt xe đâu phải là buổi đẹp giờ kẹt hơn đâu, có thể có, nhưng giờ xét về cái chuyện mà bây giờ thì chúng ta không thể dựa vào một buổi chờ ngập trời mưa, chúng ta dựa vào cái hiện trạng, đúng không? Nó có
xấu ấy. Tại vì cái thời đó tụi tôi làm gì có cơ sở dữ liệu nhiều để làm cái chuyện mà data analytics đâu. Nhiều khi ngồi cãi nhau bằng chat thôi. Và cuối cùng cãi nhau biết cái đó không có cơ thảo luận thì cuối cùng là cũng phải để cho sếp quyết, tại vì sếp có chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thế còn đâu có cơ sở mà là data analytics thì giờ thì nhiều quá rồi. Thậm chí bây giờ ấn chứng khoán cũng là data analytics. Có vấn đề của anh, ta đang là cái chưa, còn 21 là chọn người yêu, bây giờ chọn người yêu ra cũng có data analytics mà, đúng không? Dạ. Tính cách ta sao, người yêu ta thế nào, chiều cao như thế nào anh ha? Rồi, cũng vậy thế nào, đều có data analytics. Mà đúng là sao thì cũng khó có, tại vì thực ra cái chuyện phân tích đó chỉ là tiền đề. Cái chuyện quan trọng là cái quá trình. Có thể chọn một người vợ, có thể là cái tòa hợp mình lúc đầu. Cuối cùng, đó là quá trình của nhau. Có thể họ sẽ giải ra, để là nhạc với nhau, còn họ tiếp tục. Cái đó là mình. Tất cả những gì của chúng ta là tiền đề. Ủa em là có gia đình chưa? Dạ chưa. Ok. Mốt đó là hiểu, còn không thì chọn bạn lên trẻ, chứ chọn bằng có data chọn như vậy hết. Mình muốn từ đây học xong là cái app tính sao? Có rồi, app thứ gì? Chưa chắc anh, Facebook có làm cái việc đấy rồi. Facebook mới làm cái crush, đúng không? Facebook có crush rồi đấy anh. Crush? Anh xin phép ạ, bây giờ là 11 giờ rồi, do chương trình của chúng ta bắt đầu trễ 15 phút nên là cũng để over cho mọi người đã là 15 phút rồi, nên là còn chắc là chúng ta sẽ kết thúc phần chia sẻ của anh Josh ở đây. Mọi người không biết là em thấy còn rất là nhiều câu hỏi, nếu anh Josh có willing cái việc mà những câu hỏi này được gửi về anh thì em sẽ sẵn sàng trả lời, đúng không ạ? Dạ ok, thì mọi người có thể gửi lại mail cho mình hoặc là gửi lại cho anh Josh thì mình sẽ chuyển lại cho anh Josh ạ. Và thay mặt fanpage thì em có một món quà thay lời cảm ơn cho anh Josh, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian chia sẻ. Xin mời thầy chạm vào tay em với anh. Tiếp tục như vậy. Này xong chưa? Để xong chưa?